Bệnh dại là một bệnh do virus gây ra, bệnh lây truyền từ động vật sang người, có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Bệnh dại có thể ảnh hưởng đến cả động vật nuôi và động vật hoang dã bao gồm chó, mèo, dơi và động vật gặm nhấm. Bệnh dại lây từ động vật sang người và động vật khác qua vết cắn hoặc vết xước, thường là qua nước bọt. Khi một người bị cắn, virus sẽ theo đường dây thần kinh ngoại vi đến tủy sống rồi đến não. Khi đã vào đến não, virus nhân lên nhanh chóng, gây tổn thương các tế bào thần kinh ở não và tủy sống. Sau đó người bệnh sẽ tử vong. Có đến 99% trường hợp dại ở người là do bị truyền bệnh từ chó nhà. Khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, tỷ lệ tử vong của bệnh dại là 100%. Hiện nay thì chưa có phương pháp điều trị hiệu quả bệnh dại sau khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, có thể phòng ngừa được bệnh này thông qua việc tiêm phòng trước hoặc ngay sau khi bị động vật dại cắn. Cứ 9 phút trên thế giới lại có một người chết vì bệnh dại và có khoảng 59.000 người chết vì bệnh dại mỗi năm, trong đó có 40% là trẻ em. Việt Nam ghi nhận số người chết vì bệnh dại cao thứ 3 trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Mỗi năm có khoảng trên 500.000 người tiêm vaccine sau khi bị chó cắn, nhưng mà vẫn có khoảng 70 đến 100 người chết vì bệnh dại ở Việt Nam mỗi năm. In 2015, the world called for action by setting a goal of zero human dog-mediated rabies deaths by 2030 worldwide. Now, for the first time, 4 organizations, the World Health Organization, the World Organization for Animal Health, the Food and Agriculture Organization, and the Global Alliance for Rabies Control, have joined forces at the United Against Rabies and strive together to reach this global goal. The key message is share fact, no fear. The United Against Rabies emphasizes each and every country's actions and leverage existing tools and expertise in a coordinated way to empower, engage, and enable national stakeholders to save people's lives from this preventable disease. In 2014, the Association of Southeast Asian Nations Rabies Elimination Strategy called for a One Health approach to eliminate rabies in ASEAN member states, jointly by Human Health and Animal Health Responsible Ministry. In this initiative, Vietnam is expected to act as the leading country. In 2018, in the ASEAN Tripartite FAO-OIE-WHO Rabies meeting, the elimination target year was set to be in 2030, which aligned with the global goal. Bởi vì thứ nhất, bệnh dại có thể phòng được. Mặc dù gây tử vong khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, nhưng bệnh dại hoàn toàn có thể phòng được thông qua 3 biện pháp can thiệp hiệu quả đã được chứng minh: nâng cao nhận thức, dự phòng sau phơi nhiễm và tiêm phòng rộng rãi cho chó. Thứ hai, bệnh dại ảnh hưởng đến các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Khoảng 80% trường hợp mắc bệnh ở người xảy ra ở các vùng nông thôn, xa xôi và hơn 40% các trường hợp tử vong do bệnh dại xảy ra ở trẻ em dưới 15 tuổi. Thứ ba, loại trừ bệnh dại, củng cố hệ thống y tế, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, cứu sống cho những người có nguy cơ mắc bệnh dại cao nhất, dựa trên hệ thống y tế có khả năng tiếp cận những nhóm dân cư ít được chăm sóc sức khỏe nhất trên thế giới. Thứ tư, loại trừ bệnh dại là một mô hình cho sự hợp tác một sức khỏe, tăng cường sự tham gia của cộng đồng để nâng cao nhận thức về bệnh dại. Tiêm phòng cho chó để phòng bệnh cho người đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ một sức khỏe, ít nhất là sự hợp tác giữa y tế và thú y. Thứ năm, thế giới muốn chấm dứt tình trạng lãng quên và bất bình đẳng. Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường hạnh phúc cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Japan has no rabies cases reported since 1957. In history, Japan reported the first outbreak in 1732 and spread all over the country by 1763. 1961. In 1897, the dog rabies was designated as a legal infectious disease in the Animal Infectious Disease Control Law and started to report dog rabies collected from provincial level to the national level. However, natural disasters and also the World War II had hampered for a long time the effort to control rabies in Japan. Finally, in 1950, the Rabies Prevention Law was endorsed, which accelerated to achieve the goal of elimination of rabies. The national budget was allocated, and with the whole of society, aggressive rabies control measures were implemented, such as vaccination to dogs, capturing free-roaming dogs to control rabies. As a result, Japan has eliminated dog-mediated rabies for the last 64 years. In Thailand, the number of human rabies dropped from more than 20 cases per year in 1995 to the lowest point at 4 cases per year in 2012. The key success factors include the decentralized management of dog population and vaccination of dogs by sub-district administrations. Thailand Department of Livestock Development only responsible for outbreak control by ring vaccination. And with strong public health service infrastructure, post-exposure prophylaxis is also available at every sub-district health stations, allowing easy access by dog by patient. Dog owners' responsibility to vaccinate their dogs and prevent them from biting other people is also prescribed in the law. Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ, như trong 10 năm qua, Việt Nam vẫn tiếp tục báo cáo từ 70 đến 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm. Mặc dù số trường hợp tử vong do bệnh dại ở một số tỉnh đã giảm đáng kể, nhưng tổng số trường hợp tử vong do bệnh dại ở người từ năm 2017 đến 2021 vẫn tăng ở 20 tỉnh so với giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016. Chúng ta thấy sự cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu năm 2030 không còn người chết vì bệnh dại do chó gây ra qua việc xây dựng chương trình quốc gia về phòng và kiểm soát bệnh dại 2022-2030. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng các chính sách và cơ chế thiết yếu để giảm tử vong ở người do bệnh dại lây truyền từ chó. Chúng tôi khuyến khích kêu gọi hành động từ chính phủ, đặc biệt là ở cấp địa phương để ưu tiên và tăng cường nguồn lực cho quản lý đàn chó, tiêm phòng cho chó và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho những người bị chó cắn. Các cam kết và hỗ trợ kỹ thuật liên tục của chúng tôi đối với chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khi chúng ta cùng nhau nỗ lực để không cho người chết do bệnh dại do chó gây ra. Cùng nhau, chúng ta có thể đạt được không còn người chết vì bệnh dại do chó gây ra từ năm 2030. Together, we can achieve zero human deaths from dogs-mediated rabies by 2030.